một chiếc Xpander số sàn 2019 biển tỉnh, lên đủ đồ chơi màn hình ghế ra, 40.000 km biển tỉnh. Đây, vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương đây, màn hình này, ghế ra mới tinh luôn. Đấy, xe vừa được anh Trương Đình Sơn mang về. Trần 6D cũng đã vào rồi, full đồ chơi chị nhá. Chén cửa này, tay chén cửa lẹp kính vào, rất nhiều đồ chơi, dán phim cách nhiệt hết rồi. 2019 nhé, độ đèn bi gầm luôn. Đó. Giá rất mềm, chỉ 499 triệu thôi. Thì ô tô Bình Dương mới về, Mazda 2 2016 hatchback chuẩn 60.000 biển Bình Dương, 428 triệu. Moling AT 2011 số tự động biển tỉnh màu vàng, giá chỉ 225 triệu. Về Kia Cerato 2018 bản full option biển thành phố, số tự động máy châm 6, 555 triệu. Hàng mới về Kia Cerato 2018 số sàn, 2018 số sàn biển tỉnh, 458 triệu. Pander số tự động 2019, 588 triệu, màu trắng biển tỉnh. Honda City 2016 số tự động full đồ chơi chuẩn 55.000, 435 triệu.